Từ đầu năm 2021 đến nay thì giá hồ tiêu có dấu hiệu khởi sắc khi đạt mức 70.000 đồng một kg và duy trì tương đối ổn định sau quãng thời gian dài giảm sâu trước đó. Điều đáng lo ngại là người dân đang có xu hướng ồ ạt trồng lại cây hồ tiêu, nguy cơ quay trở lại vòng lặp luẩn quẩn, được mùa mất giá. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp 6 tỉnh trọng điểm sản xuất hồ tiêu gồm có Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Gia Lai đã khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với thị trường, tránh trồng ồ ạt khi tăng giá. Trong trường hợp người dân quyết định tái đầu tư, cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, tránh rủi ro khi thị trường biến động. Được biết, với giá bán 70.000 đồng một kg hiện nay, người dân sẽ thu về mức lãi cao khoảng 100 triệu đồng một hecta. Bởi vậy mà nông dân nhiều địa phương đang đua nhau tái đầu tư, bất chấp những rủi ro về giá cả có thể lặp lại. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ khẩn cấp 20.000 lít hóa chất sát trùng để chặn dịch. Một 1.200 tấn thuốc trừ sâu giả không rõ nguồn gốc vừa bị cơ quan thực thi pháp luật EU, Europol phát hiện và thu giữ. Thưa quý vị, dịch viêm da nổi cục trên châu bò vẫn tiếp tục lan rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại tỉnh Bình Định, tính đến hết ngày 16 tháng 6 năm 2021, dịch bệnh đã xuất hiện tại 11 huyện, thị xã, thành phố với tổng số bò mắc bệnh là 6.882 con, chiếm tỷ lệ là 2,1% tổng đàn châu bò của cả tỉnh. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, nguy cơ tiếp tục phát sinh dịch bệnh và bò bệnh chết tăng cao. Trước tình hình này, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét và hỗ trợ tỉnh 20.000 lít hóa chất sát trùng Betcoxit để tiêu độc sát trùng và nhằm tiêu diệt mầm bệnh, phòng chống dịch bệnh. Từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay, châu bò mắc bệnh xuất hiện thể nặng, các khối cục u lớn xuất hiện ở vùng cổ, bụng, khớp đã gây khó khăn cho công tác điều trị của địa phương. Thêm vào đó, tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn gia súc, nhất là số bò B đang mắc bệnh điều trị dẫn đến kiệt sức và chết. Hiện số bò chết của tỉnh Bình Định đã là 333 con. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, tiêm phòng toàn đàn châu bò, song trong điều kiện ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn, phải ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội. Vì vậy, tỉnh này đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét hỗ trợ tỉnh 20.000 lít hóa chất sát trùng Betcoxit để tiêu độc sát trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh, phòng chống dịch bệnh. Vừa rồi là câu chuyện về nghịch lý giá lợn hơi và sự khó khăn của người trong nuôi, chăn nuôi trong tiểu mục Vấn đề Nông nghiệp hôm nay. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật vấn đề này trong những bản tin tiếp theo. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới về thị trường nông sản với phần trình bày của biên tập viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 6 tại thị trường thế giới bật tăng, kéo theo sự khởi sắc của giá cà phê trong nước với mức tăng mạnh 300-400 đồng một kg. Hiện giá cà phê trong nước giao dịch quanh ngưỡng 34.800 đồng đến 35.700 đồng một kg, tăng 300-400 đồng một kg. Hai địa phương có giá giao dịch cao nhất 35.700 đồng một kg là Đắk Lắk và Kon Tum. Lâm Đồng được ghi nhận mức giá thấp nhất là 34.800 đồng một kg. Các tỉnh còn lại như Đắk Nông, Gia Lai giao dịch trong khoảng 35.500 đồng đến 35.600 đồng một kg. Theo các chuyên gia, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi việc vận chuyển, tiêu thụ vẫn gặp khó khăn, kéo theo đó là sự khởi sắc của thị trường trong nước. Trong tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến nhanh, phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ các mặt hàng nông sản của nhiều địa phương đang gặp khó khăn. Giá cả hàng hóa đang ở mức thấp. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của người dân. Cụ thể, một số loại nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tồn đọng với số lượng lớn. Riêng sản phẩm khoai lang tím Nhật đang tồn đọng hơn 8.490 tấn, chủ yếu do thương lái không thu mua hoặc thu mua ít. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, một số hợp đồng xuất khẩu nông sản bị hủy hoặc tạm ngừng với đối tác nước ngoài và một số nước nhập khẩu nông sản có yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với sản phẩm nông sản. Tuy nhiên, hiện nay, năng lực xét nghiệm của tỉnh chưa đáp ứng đủ và kịp thời nên không xuất khẩu được đã khiến giá nông sản giảm mạnh. Đơn cử vụ trước, bơ bút có giá trung bình khoảng 30.000 đồng một kg, nhưng vụ này có thời điểm xuống chỉ còn 6.000 đồng một kg.
Một số địa phương khác như Quảng Ngãi, giá ớt thu hoạch hiện tại chỉ từ 3.000 đến 4.000 đồng một kg, giảm từ 23 đến 27.000 đồng một kg so với đầu mùa vụ và giảm mạnh so với cùng kỳ những năm trước. Tình hình này đang khiến nhiều nông hộ lao đao. Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bản tin Thời tiết của kênh VTC16. Thưa quý vị, chắc hẳn những cơn mưa trong những ngày qua đã giúp toàn miền Bắc hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bước sang ngày hôm nay 26 tháng 6, tại các tỉnh miền Bắc thì mưa sẽ giảm dần và bắt đầu nắng nóng trở lại, một số nơi lên đến trên 36 độ. Miền Trung tiếp tục nắng nóng đến gay gắt. Riêng khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, phía Nam, Sơn La, Hòa Bình thì sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 cho tới 36 độ. Tại khu vực Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay sẽ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất cũng dao động trong khoảng từ 35 tới 36 độ, chiều tối khả năng có mưa rào và dông. Thưa bà con, nhiệt độ những ngày tới được dự báo sẽ tăng cao, đây là điều kiện để các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trên đàn vật nuôi phát triển mạnh. Tình trạng nắng nóng cũng sẽ khiến đàn vật nuôi kém ăn, bỏ bữa, uống nhiều nước. Cộng với bức xạ nhiệt lớn, sức đề kháng giảm rất dễ phát sinh các bệnh như là tiêu chảy, cảm nắng, dịch tả và đặc biệt là viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Để hạn chế ảnh hưởng bởi nắng nóng thì bà con cần tăng cường làm mát chuồng nuôi bằng lưới đen, quạt thông gió hay là tiến hành vệ sinh chuồng trại. Đặc biệt cần đẩy mạnh tiêm vaccine viêm da nổi cục cho đàn trâu bò càng nhanh càng tốt để tránh thiệt hại. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, người chiến sĩ Cộng sản, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã qua đời ở tuổi 94. Ông này đã chút hơi thở cuối cùng bên người thân tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Ông được xem là một chứng nhân lịch sử, một người lính da trắng của bộ đội Cụ Hồ, người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927 trong một gia đình công nhân ở miền Bắc Hy Lạp. Sau Thế chiến II, ông bị tham gia vào đội quân Lê Dương của Pháp và được điều tới Đông Dương để tham gia cuộc chiến chống phát xít Nhật. Tuy nhiên, ngay sau khi tới Sài Gòn vào năm 1946, được tận mắt chứng kiến những hành động tàn phá, giết chóc của quân đội xâm lược đối với những người dân Việt Nam vô tội, nhận thức được rõ bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Lập đã quyết định đi theo mặt trận Việt Minh và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của các chiến sĩ Việt Minh, trở thành bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian tham gia mặt trận Việt Minh, ông Nguyễn Văn Lập luôn được đơn vị và cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công. Trước đây, ông Nguyễn Văn Lập đã có lần tháp tùng Tổng thống Hy Lạp sang thăm Việt Nam và được các nhà lãnh đạo nước ta đón tiếp. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, thì ông Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lập cũng là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.